MC Anh Tuấn khoe con gái ở đám cưới Nguyễn Đức Cường, Vũ Hạnh Nguyên. MC Anh Tuấn lần đầu đưa con gái út và bà xã Lý Hồng Nhung đến một sự kiện công khai khi dự cưới Nguyễn Đức Cường, Vũ Hạnh Nguyên hôm 14 tháng 1. Đám cưới nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường và ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn. Có mối quan hệ thân thiết với cả hai, MC Anh Tuấn nhận lời dẫn dắt hôn lễ. Anh đưa bà xã Lý Hồng Nhung và con gái đến địa điểm tổ chức từ sớm để có thời gian chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên MC Anh Tuấn đưa con gái 1 tuổi đến sự kiện có đông đảo giới nghệ sĩ. Em bé là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của anh và bà xã kém 14 tuổi. Chào đời tháng 1 năm ngoái, vợ chồng Vũ Hạnh Nguyên, Nguyễn Đức Cường cùng bế em bé nhà nam MC. Con gái MC Anh Tuấn được mẹ cho mặc đúng dress code do cô dâu chú rể gợi ý, em bé được nhiều khách mời dự tiệc khen đáng yêu. Chú rể Nguyễn Đức Cường trong khi chờ đón khách. Sau vài ngày lo lắng, vợ chồng anh hạnh phúc vì trời tạnh mưa, hửng nắng ngay trước giờ làm lễ. Nguyễn Đức Cường cầu hôn Vũ Hạnh Nguyên từ tháng 5 năm 2020 trong một rừng thông tại Ba Vì. Dành hơn 3 năm để chuẩn bị đám cưới, anh chiều theo mọi mong muốn của vợ. 4 thành viên nhóm nhạc Opus là một trong những khách mời có mặt sớm nhất, giúp chú rể sửa soạn trước giờ làm lễ. Đinh Mạnh Ninh cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ cô dâu chú rể. Chơi thân với Vũ Hạnh Nguyên nhiều năm, anh được coi như người trong gia đình của nữ ca sĩ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.